Xin chào quý cô chú và anh chị. Lời đầu tiên xin chúc sức khỏe cô chú và anh chị. Hôm nay kênh xin review gửi đến quý cô chú và anh chị một căn nhà phố tọa lạc tại thị trấn Nhà Bè. Nhà của chúng ta cách chợ Phú Xuân khoảng tầm 5 phút xe máy. Và đây là hình ảnh bên trong căn nhà của chúng ta. Hẻm nhà của chúng ta là khoảng tầm là hẻm 2m. Hai bên dãy nhà phố đồng tề đều và xây san sát nhau. Nhà này có kết cấu là một trệt một lầu, hai phòng ngủ và hai toilet. Nhà của chúng ta có diện tích là ngang 3m3, dài tới 9m. Nhà này được thiết kế theo cái mẫu cũng đơn giản nhưng mà không kém phần sang trọng và tinh tế, phù hợp với đôi vợ chồng trẻ. Chúng ta cách hẻm mặt tiền lớn Quỳnh Tấn Khoát khoảng tầm 100m. Và đây là bên trên hình nhà của chúng ta. Trần nhà thì gia chủ cũng đã ốp trần thạch cao, đèn chùm chỉ nổi, đèn led. Xung quanh có điện dài điểm nhắn nhá như một hai bức tranh, thêm cho căn phòng nhà của chúng ta cực kỳ là sinh động và đẹp. Gia chủ cũng gửi tặng lại cho quý khách hàng một bộ ghế sofa. Và bên trên xung quanh tường cũng có là ốp những là meca, alu và đường viền chỉ vàng. Nhắn nhá là những cái góc cột thì gia chủ cũng đã làm ốp những cái thanh gỗ, giả gỗ cũng rất là đẹp. Gian phòng khách cũng tương đối là rộng rãi. Nhà này thì gia chủ cũng đã thiết kế cho chúng ta đều chỗ để máy giặt và tủ lạnh đầy đủ. Và đây là khoảng bếp cũng tương đối là rộng rãi. Nhà chúng ta xung quanh thì đầy đủ các tiện ích như là thế giới di động, bách hóa xanh, điện máy xanh, trường học cấp 1, cấp 2, trung tâm y tế, vân vân và vân vân. Chúng ta di chuyển sang Phú Mỹ Hưng khoảng tầm 15 phút xe máy. Nhà này thì chị chủ cũng đã thiết kế cực kỳ là tinh tế, nói chung là cũng tương đối là đẹp, không kém phần mà tối, đèn thì đầy đủ. Chúng ta là không sợ và thiếu ánh sáng vì bên trong căn nhà. Khoảng bếp thì chị chủ cũng đã là ốp phần một phần gạch bên tường nên cực kỳ là tiện vệ sinh và sạch sẽ. Nhà này thì chỉ có mua về và chúng ta dọn vô và ở thôi. Thêm một số nội thất cơ bản nữa là đẹp. Phòng khách nhà này được cái là dài tới 9m cho nên là tương đối là rộng rãi về cái phần chiều dài. Cầu thang thì cũng tương đối là dễ đi. Cầu thang này được xung quanh là thiết kế là lan can là bằng inox. Đây là khoảng kho chúng ta chứa đựng những thứ vật dụng chúng ta không cần thiết, chúng ta cho lên kho cũng rất là thẩm mỹ. Và đây là khoảng toilet ở dưới tầng trệt, cũng tương đối là rộng rãi và sạch sẽ. Và bây giờ em xin mời quý cô chú và anh chị chúng ta tham quan lên lầu 1, hai phòng ngủ của chúng ta. Và đây là lầu 1. Đây là khoảng phía trước phòng lầu 1. Phòng này phía trước thì cực kỳ là rộng rãi luôn. Chị chủ cũng đã lắp sẵn rèm cửa cho chúng ta. Và phòng phía trước này thì có khoảng ban công khoảng tầm 1m để chúng ta tiện cho việc phơi đồ. Nhà này thì cực kỳ là thông thoáng, cửa sổ đầy đủ, hai phòng đều có đầy đủ cửa sổ. Đây là chúng ta mở cánh cửa bên ngoài ban công của nhà của chúng ta. Xung phanh quanh thì có dãy dãy nhà phố đồng đều và xây san sát nhau. Khu này thì cực kỳ an ninh và không bị ngập nước. Bây giờ em xin mời quý cô chú và anh chị chúng ta tham quan ở xung quanh khu vực nhà của chúng ta. Nhà này thì cực kỳ là yên tĩnh và an ninh. Khu này thì ở thì chúng ta không phải sợ về trộm cắp giặt gì cả, cực kỳ là an ninh, hàng xóm cực kỳ là thân thiện. Nhà này có pháp lý là sổ hồng riêng, đồng sở hữu, mỗi nhà mỗi sổ. Có giá của căn nhà này là 1 tỷ 550 triệu, bớt lọc cho khách hàng nào thiện trí. Và đây là phòng thứ hai. Phòng thứ hai thì có thiết kế là cái toilet chúng ta nằm bên trong phòng thứ hai. Mỗi phòng đều có cái cửa sổ bên ngoài lấy gió, chúng ta mở cửa sổ ra chúng ta lấy gió từ bên ngoài vào và ánh sáng từ bên ngoài vào.
Bây giờ em xin mời quý cô chú và anh chị chúng ta tham quan toàn cảnh bên trong, tất cả hình ảnh những bên trong căn nhà này. Và kênh cũng có rất là nhiều sản phẩm nhà đẹp giá rẻ, giá có rất là nhiều giá, và nhà cũng tùy theo khu vực. Mời quý cô chú và anh chị chúng ta like cái kênh và đăng ký kênh thì sẽ xem được nhiều sản phẩm của bên em sẽ review đến quý cô chú và anh chị. Mỗi ngày sẽ có một cái sản phẩm mới để chúng ta xem. Nhà này thì giá cũng tương đối là rẻ so với mặt bằng chung. Quý cô chú và anh chị có cần thêm thông tin chi tiết về nhà đẹp giá rẻ thì hãy liên hệ trên số điện thoại trên màn hình 0931 822 932 để được dẫn đi xem nhà miễn phí và tư vấn miễn phí. Bây giờ em xin mời quý cô chú và anh chị chúng ta ngắm lại toàn bộ phòng khách và xung quanh bên trong phòng khách. Vậy có những cái điểm mà trang trí thì nhà này thì cũng tương đối là ok, cũng không có quá phần mà sến. Và lời cuối, kênh xin gửi đến lời chúc sức khỏe và lời chào tạm biệt đến quý cô chú và anh chị. Kênh xin chân thành cảm ơn quý cô chú và anh chị rất nhiều đã ủng hộ cái kênh và đã có rất là nhiều động lực để làm thêm ra nhiều cái clip đẹp để gửi đến cho quý cô chú và anh chị. Kênh xin chân thành cảm ơn rất là nhiều.